Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Ôi sao ấy? Được hả? Được chưa? Chưa. Chưa à? Được chưa? Mà bây giờ chắc phải mang đi xuống dưới để thay cái chốt đấy nhá. Có đi con, nhưng mà có đi được không? Có đi xuống sáng được không? Hả? Đi số 1 thôi. Chứ bây giờ mình làm sao mà mình sửa được ở đây. Thôi thế thì bây giờ bỏ cái bao này ra xuống dưới kia đi nhá. Không thì mang xe này đi sửa lại đã. Hôm nay thì mấy anh em sẽ tự chở được bao nhiêu thì chở được bánh nhiêu. Ủa đi anh làm đọc không? Ừ. Nghe anh hả? Đi đây tác là cái không á. Được rồi. Đây để đi ra. Cảm ơn, xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới của kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nào, chào các ông các bà đi. Con xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Rồi, sao hôm nay nóng nóng này mà áo lên nha? Sáng nay lạnh. Sáng nay lạnh à? Sáng nay thì có lạnh một chút đấy các bác. Thì bây giờ em sẽ xin các con mà coat cho mình kéo lên này. Hôm nay là đừng nghỉ à? Vâng. Đừng nghỉ xong ở nhà phụ anh luôn à? Vâng. Nay phải đi lấy cái xẻng về mới xuống nhanh nhá. Mai đâu ạ? Mai mua lên mấy cái kẹo á. Mai là đi học rồi đúng không?
Anh ra đây ngót cho. Được rồi đúng không? Đấy. À, hôm nay thì là có nhà ông chú ở gần nhà của em xử của bác cũng có vận chuyển hàng gối cho nên là hôm nay thì không có ai ra để mà làm được phần đấy. Ngày mai thì người ta mới ra các bác. Còn là cái phần này thì hôm nay mấy anh em sẽ tự chở đó các bác. Sáng nay thì cũng chở được gọi là được 4-5 chuyến rồi các bác ạ. Để xuống, xuống. Đúng rồi. Để nó vào trong. Ông đi đâu rồi? Ông nhà. Ông nhà làm gì? Ông sao à? Nâng đi đi. Nhà cái chú mà hôm nọ để cái để gỗ đây có bác này, nếu mà không có vận chuyển gỗ đi vào thì hôm nay sẽ có rất là nhiều da. Hôm nay sẽ có rất là nhiều da để cùng nhau vận chuyển gạch ấy. Vận chuyển hết những cái đồ này luôn. Ai đang để trước đây nhỉ? Bây giờ bạn đã sắp một con đường. Đây đằng em lấy mình phải lấy dây thép về nhỉ? Cái này. Ừ. Vâng. Kiếm những dây thép này. Đây đây. Nhiều quá. Phải nhá, lấy cái dây dài. À đây dưới à? À đây. Lên chào con có bà vào xỉ, không được đấy. Có vẻ đầy quá. Có chút chút quá. Hôm nay là người ta ra hộ một cái nhà chở nhà bác gố bên kia hết à? Sáng nay có bị đổ chuyến nào không? Bị đổ chuyến nào không? Không được. Cái tay cưa lái lụa phết rồi nhỉ? Đi quen rồi bác, chở vật liệu từ đấy đi vào quen rồi. Bây giờ đi luôn à? Cháu sĩ xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Nắng quá thì sao lấy mũ về đội đi. Hả? Mày sẽ không nắng được. Mày sẽ không nắng à? Chỉ là đang ngồi xin mũ bác nào anh để cho. Ngồi đi. Nào để anh hóa ra nào. Nha.
mệt đâu. Hả? Không mệt đâu. Thôi, đi buộc không được á. Phải đến 35 giờ thôi. Em thử thế là trở đi, số lượng với em Hải là thế ở đây. Hót vào bao này cô bác này, một tí hót được nhiều rồi thì chưa. Thế nên hai cái xe chở luôn. Ngồi nhấc đi. Đây. Được không? Nhiều quá. Ôi này. Cần chỉ tắt. Được chưa em? Hả? Hả? Bạn ơi. Mua cá tường lắm. Mua ít tiền nó tù. Bạn ơi, hai tôi biết liền cái tiêu nó còn ý hẳn này. Thôi liền khi chậm tu bên này được. Còn nó có một bộ bộ cái tiêu số. Đã hành đi. Được rồi nhé. Được, đây. Để bà con. Con to này để bao như trước không? Mấy cái dây này. Mấy dây này bùa à? Dây này. Được. Để xuống em. Gấp gấp nó xuống em ạ. Gấp gấp này. Gấp này. Này gấp này nhá. Bây giờ là đi về nhà thay áo đấy nhá. Cũng nắng rồi đấy. Nhà hàng hơi ống nước thì thay áo không ăn cơm. Đây này, nào, không nhớ được đâu. Rồi. Buộc được chưa? Không được. Ui, thế nào, không được đâu. Tí nó tuột đấy. Một cái chắc nó không tuột. Nó không bị tuột được. Thế bây giờ thì trời đang rất là nắng các bác này. Giờ thì mấy anh em cũng sẽ nghỉ ngơi một chút thôi. Tí chiều lại tiếp tục đi chừa tiếp. Bây giờ thì đi về nhà thay áo nhá. Vâng. Xong rồi đội mũ đi. Vâng.
Hãy đây, đi lên xe luôn đi. Thấy ba người đi thì anh em mình phải đi xe mới được. Cái Hải thì một cậu bé mà chạy lon ton xuống dưới trước rồi cô bác. Chắc là chạy đi rửa tay với rửa chân trước. Đây là hai anh em làm từ nãy đến giờ thì chưa có ăn cơm. Em Hải thì nay không có đi học chiều cô bác ạ. Học và đi về cái là hộ anh xúc sỏi cái luôn, xúc để vào bao ấy, xong là em xử trở vào. Sử đi ấy, hai cái bao em cho Hải đi thay áo đó. Xong rồi để bao kia xong anh chạy đi vào xúc sau nhá. Hay còn xi măng thì cô bác theo dõi được thước phim hôm trước thì cháu Lực với lại em Sử với lại thêm một số thuê thêm một số anh em nữa để chở sắt với lại chở xi măng các bác. Bây giờ xi măng thì đã chở vào hết rồi. Đây cho Lực với em Sử là để che như này, che hai cái tấm bạt lên thì rất là chắc chắn rồi, không có bị không có sợ mưa nữa các bác. Thế còn phía bên kia thì vừa rồi em Sử có để hơi lạch lạch một chút các bác ạ. Thằng ấy ra là em mới phải để cái bột đá vào đây này. Cái đá 1-2 vào đây thì mới đúng. Bây giờ thì em mới về thì cho Lực sẽ bảo em mới để lại đây đã. Thế còn phía bên kia thì sẽ không có để được vào các bác. Phía bên kia thì mấy đứa đào móng nhà rồi, cho nên là lúc mà mình đào thì nó sẽ lại vướng, mình sẽ lại vận chuyển thì nó lại rất là tốn thời gian. Phải sắp mọi cái thì che rất là cẩn thận này các bác này, không có bị hở một chút nào luôn. Thì mình chỉ cần che ở phần phía bên trên không cho nó bị mưa nó đọng xuống, cái xương ấy nó đọng xuống sát nó không sẽ không có bị gì cả. Thế hôm nay thì mấy anh em sẽ tự chở được bao nhiêu thì chở, ngày mai thì mình có người ra làm các bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã chia sẻ đấy các bác, là bà con ở phía bên kia có một cái ngôi nhà thì đang chuẩn bị làm nhà đấy, cho nên là bà con ra hộ hết nhà bên đấy rồi, thành ra là không có ai ra để mà làm nữa. Thấy cái này thì mình cũng phải thông cảm cho người ta một chút các bác. Mặc dù mình đã thuê rồi nhưng mà bà con hàng xóm đi hộ lẫn nhau 1-2 ngày. Hay còn về cái phía phần chở vật liệu này chắc độ tầm là chở được 2 hôm, ngày mai sẽ là đông người. Chở 2 hôm nữa là không hết rồi. Tuất à? Hay còn xe của cháu Lực thì xe này xe cũ rồi, từ rất là lâu rồi, cho nên là cháu Lực sẽ để lại cho em Sử để em ấy chở bao giờ hết vật liệu thì thôi cô bác. Ăn cơm xong rồi à? Ôi 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 ôi. Sao ấy? Hả? Được chưa? Chưa. Chưa à? Được. Được chưa? Được chưa? Đập chân à? Đây bị đổi xuống à? Bị sao không? Không bị sao à? Xe thì không có bị vấn đề gì đâu nhỉ? Cứ thế mày. Được, lấy cái bao ra đi, lấy cái bao ra. Được, anh em mình bỏ luôn đi. Nhờ? Vào đây cứ. Hả? Nào. 1, 2, 3. Được chưa? Anh giữ sau mà yên tâm. Được chưa? Rồi đi. Bao này để ngay con này nhá, đừng có để ra kia nữa nhá. Nha. Sang xong chưa xuống đi, từ từ nhá.
Rồi sang đây xuống. Để ngay đây nhá, đừng có để ra kia nhá, em nhá. Đúng rồi. Hải ơi, em chạy về nhà lấy cái cuốc ra anh gái đi. Đánh chào lên cho nó rộng ra. Để đâu em để. Một tí cứ chở ra để đây nhá. Đây ở bên kia thì mấy nước người ta đào cái móng nhà ấy thì nó vướng ấy, mình lại chuyển ấy, khó. Thế bây giờ thì cháu Lực đang đi bảo em Hải là lấy thêm cái cuốc về để cháu Lực cuốc này cho nó rộng ra này, một tí để em xử chở vào mới dễ. Này ngày mai anh mua thêm mấy cái bao nữa nhá. Nhưng mà phải mua cái loại bao dày dày ấy đúng không? Mua bao nhỏ không, mua cái loại bao mỏng mỏng mình bỏ thóc kia không được đâu. Thế còn bột đá này cho Lực sẽ đổ ra bên này cũng được cô bác, không cần phải giải thêm một cái tấm bạt nữa nào nữa. Ở phía bên này thì nó cũng là nền nhà của các em thôi, cho nên là sẽ không cần phải bỏ nữa. Mệt không? Hơi mệt tí nhỉ? Hôm nay là ở nhà bên kia là làm nhà mới à? Vác gỗ à? Là cũng dùng người để vác à? Ui, vác gỗ cũng xa phết đấy nhỉ? Anh thấy cột to mà. Video sắp tụi bên vào video quá. Tôi cái phần lâu ấy. Chung án luôn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đào cho nên rộng rộng ra một chút cô bác. Em Hải thì lại chạy ra phía bên kia để xúc qua đá vào bao rồi. Em Sử thì lại chạy đi ăn cơm. Cháu Lực thì vừa mới ăn cơm ở nhà luôn. Cháu Lực thì vừa mới ăn cơm ở nhà lên rồi, cho nên là cháu Lực sẽ không đi ăn nữa. Thế còn là phía nhà của các em thì chiều dài của nó sẽ lên tận đây này cô bác này. Ở cái nền nhà của các em thì cái chiều ngang thì cháu Lực đào ra là 15m. Còn là cái chiều dọc này thì là 9m cô bác. Hay sau này ở đằng sau tà ly của các em thì vẫn còn dư ra thì cho nó rộng ra một chút. Để sau này mình làm cái ránh ở đây mọi cái này. Bây giờ chỉ có vận chuyển vật liệu vào nữa thôi thì là đội thợ sẽ tiến hành vào làm các bác. Bây giờ thì chưa phải là vận chuyển hết vật liệu đâu. Bây giờ chỉ vận chuyển những cái mà người đội thợ người ta cần trước thì mình sẽ vận chuyển cái đấy vào, rồi thì người ta sẽ vào và làm cái lán luôn, xong là đội thợ sẽ đào cái phần nền nhà và tiến hành làm móng luôn các bác. Bây giờ thì chắc là ngồi nghỉ em Sử với em Hải là
ăn cơm rồi thì mấy anh em sẽ tiếp tục lại di chuyển sang bên kia để cùng nhau chở cái bột đá của bác ạ. Bị hỏng phanh à? Đâu? Từ từ xem nào. À, cái phanh nó bị gãy rồi à? À, gãy ở cái chốt kia đúng không? Mà bây giờ chắc phải mang đi xuống ghế để thay cái chốt đấy đấy nhá. Có đi, nhưng mà có đi được không? Có đi đi xuống sáng được không? Hả? Đi số 1 à? Đi số 1. Đi số 1 thôi. Chứ bây giờ mình làm sao mà mình sửa được ở đây? Anh chưa cũng không có, bây giờ phanh sau cũng mất nữa kìa. Thôi thế thì bây giờ bỏ cái bao này ra xuống cái kia đi nhá. Xong thì mang xe này đi sửa lại đã. Thế hôm nay thì mấy anh em sẽ tự chở được bao nhiêu thì chở được bánh nhiêu đâu các bác. Nhưng mà do là không may bây giờ xe thì đã bị hỏng phanh rồi. Tháo được mà, đây tháo được. Bị kẹp ở đá ở đâu à? À, phanh nó cũng sâu quá đấy. Từ anh thái qua đó. Buộc nó lên á, tí nó lại móc ấy. Buộc nó lên chân giấm ấy. Từ, buộc lên á. Đây, buộc ở kia đó. Đây, buộc giấm bên kia đó. Hãy buộc tạm này. Xong rồi đi xuống nhà Hải nhá. Đi xuống nhà anh kia để sửa nhá. Cứ bảo đi xuống nhưng tí anh lực xuống anh gửi tiền nhá. Đây vừa rồi thì do là không may có bác bị kẹp đá cho nên là phanh nó bị gãy ra rồi. Bây giờ chắc là phải đi sửa đã. Thì mới lại tiếp tục chở được cô bác. Cái con xe này thì mua từ cũng rất là lâu rồi cho nên là không có bị bận cái việc gì cô bác. Chỗ nào hỏng thì cháu lực chỉ có sửa và xong lại đi thôi. Đi xuống nhà Hải nhá. Ôi lấy mấy bao này để dưới kia đã. Mới có bao tải chứ. Ui, từ từ luôn, một đoạn khá là xa đấy. Nhưng mình chắc phải vác luôn. Bắt đêm đó cái gì? Giang khâu á? Ồ. Hả? Ừ, tốt sợ mây cao. Ê tôi, kéo gì thì bảo cái gì ổ? Phỏ hỏi mày tốt đấy ổ? Ừ. Cái gì để vào cái hột cái bàn tối nay ổ không bà hót xéo ở đây à? Tối nay đi ca. Thế ông thì hôm nay chỉ ở nhà là đi phơi thóc của bác này, đang tranh thủ trời nắng cho nên là ông sẽ ở nhà phơi thóc. Phơi sắt thạc thế nào bà gì? Thạc sắt nào bà? Thạc khâu sắt nào bà? Nếu mình nào không? Nếu nào ra? Bưng con nó xây mà nổ. Sang làng các thứ mà bà nội hồi xe nửa bị chui vào còn bàn phanh tắc. Hai ăn cơm no chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ôi mà áo ngược cái sao ấy? Áo ngược cái sao ấy? Phải không? À không phải đâu. Không phải mà áo ngược đâu.
Đấy, Sử thì đang lấy xe đi sửa một chút cô bác. Thì một tí nữa về thì mới lại tiếp tục chở được. Đây, cầm đi. Này thì chắc là phải đi mua thêm bao tải mới được cô bác ạ. Gấp gấp đi. Dạ. Đấy, gấp xuống. Phải được anh nhấc ba ra ngoài á. Ủa đây, Sử bảo đi đâu không? Bảo ạ. Bảo đi đâu? Là đi sửa xe ạ. Đi sửa xe à? Vâng. Nào, để anh. Đây, cướp nó xuống. Bao này đi. Đây, buộc hết vào đi. Đây, mới bao này tí nữa. Dây đâu? Bây giờ dây buộc. Ở đây là Hải xếp à? Vâng. Đấy định chừa gạch à? Vâng. Cái gạch thì phải làm cái khung cô bác ạ. Mai chắc phải là chế một cái khung để chở. Dây đâu hết rồi Hải? Vâng. Còn hôm nay thì đá này chắc là chỉ có mấy anh em chỉ có chở được hết là một nửa thôi các bác. Đá này thì cho được lấy là 7 khối luôn các bác ạ. Hay ở bên kia thì có các cháu nhỏ chắc là đang học sao các bác. Cho nên là mấy anh em sẽ không thể nói to được. Nói to thì tí các cháu lại không có học được. Đấy, cái này như cái chở gạch này thì chắc là mai phải làm cái khung cô bác nhỉ. Thầy cháu được hỏi ý kiến cô bác một chút thì có cô bác nào mà có phương án nào ra đề ra để có thể xếp gạch được nhiều hơn thì có thể là gọi điện cho cháu lực hoặc là để những cái ý kiến của các bác ở dưới phần bình luận thì cháu được sẽ đọc và lắng nghe ý kiến của cô bác anh chị hết. Này sẽ tận dụng là làm dây này Hải ơi. Vâng. Khá là bụi đấy nhỉ? Vâng. Ngay vừa rồi thì cũng biết là chạy, cũng biết là đi là lấy mũ về rồi cô bác, chắc là hơi nóng một chút. Thế bây giờ thì mấy anh em có khi là cháu được xé phải di chuyển đi xuống xã xem một chút là cái xe cộ mà sửa như thế nào cô bác. Chỉ sợ là em ấy đi xuống dưới
là người ta lại không có, người ta lại cứ chỉ là sợ là em sửa đi xuống dưới, thành ra em không biết về xe cộ cho lắm, thành ra là sợ người ta là sửa rất là nhiều thứ ấy. Sử Hải ở đây đợi em một tí nhá, anh chạy đi xuống xá một chút. Vâng. Thầy đang đi xuống dưới thì bắt gặp là bà con, không biết là người ta làm gì ở bên kia các bác này. Có vẻ như là đào thứ cái gì đấy. Như là trâu rơi xuống hay sao ấy, chắc là trâu ra đen cỏ đúng không các bác này. Phải nói là ôi cháu rơi xuống đây à? Xuống. Ra hộ một tay với. Đây, em đào ở đâu? Cứ đào hết chỗ này đi chú. Đào xuống một tí để cho nó. Đào xuống một tí. Chân này. Nó ra đây ăn cỏ à chú? Tần khấn á? Thế phải tao là khó tới đi con. Chú phải đào thêm chỗ này không chú nhỉ? Cho nó lượn lên. Bây giờ tập trung đi sang trên. Cho nó lượn lên à? Đánh cây không? Cho này cho của nhà chú à? Cho nhà anh trai. Chắc bây giờ ra bên kia đẩy lên đúng không? Đấy, sang bên kia. À, anh nhỉ? Anh có cái dao nào? Cái dao nào để em chặt chặt. Okay.
để chân đứng thôi, bà xuống đây chân. Ôi can rồi. Đây. Đây 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 à, mình vẫn nhận đánh mà. Cảm ơn đất. Đại lên. Mà. Mà hai bạn, vậy sắp được sao được rồi, chú ra bên kia đây, chú ra bên kia đi, đây đây, đây chú ra bên đây, này chú ra bên đây nha, vậy sắp được rồi, hai bạn nào, hai bạn, hai à, bấm vào thẻ tơ chưa, thẻ tít chưa, thẻ tít cái rồi thẻ tơ, bấm vào thẻ tít nó chưa rồi, thôi tụi mình đi. Mà thẻ tơ gì nữa cơ. Mà thẻ tơ gì nữa nó không dậy rồi rồi. Nó không chịu dậy chứ. Chắc cũng mệt hết rồi. Sao nó cũng mệt hết rồi? Sợ rồi. Thằng dừa bà. Cho mày mấy tiếng mà, nó nằm đứng đây mấy tiếng mà. Cái này mình cũng đang ở nhà. Ôi. Còn... ôi cái dao của nó này. Hả? Cái dao của nó ấy. Kiểu nó ấy nó khỏi khỏi đỏng ấy. Nhưng bây giờ xong ta nó. Yeah. Này thì tao tí nào. Hả? Nhà hơn nó tại trong cô. Ta mà khan này. À trong cô cái sao? Sự. Tuần hắn tôi sẽ. Ừ. Trời ơi, chắc phải đẩy cho này lên này. Đây đây, chú lên đây tí. Mặt bị tỏ với này bác rồi. Đây nè. Nó phải riêng, bác sẽ nó thấy lau lính này à. Nó khó thì lên. Chẳng nó không mua lời. Chẳng thảo ý thảo ra nửa sang bên này chẳng có phải khi thảo cái chân chứ. Hay khi nó sẽ nó hấp lại như thế chúng ta không mua. Chị chỉ ra là tắt sửa coi nếu là không thể nhau nhau hôn nát là. Hay là không thể cái giả đó. Dạ. Chẳng à. Này. Tính tính rồi. Vậy. Ảm mà thảo lên hết lên. Ủa mà lên đi mê nè. Cán à? Không mệt rồi. Không mệt rồi. Cá mà lên tới vậy mà. Ui. Cái bánh được thả. Là cái này xong rồi xong qua chỗ này một lần á. Xong qua chỗ này một lần á. Nhưng mà sợ hơi nhán nhỉ. Hơi nhán quá. Vậy xuống đây sẽ tận đấy mà. Nó không chịu dậy rồi. Tận. Tận. Sắp rồi, sắp rồi. Nhà hôn nó ảo tu rồi. Nhà tu. Nó đang vào chân đấy. Hây. Hây. Ôi, nó không, chịu dậy rồi. Không chịu dậy. Bà đây thì sao ướt nữa à? Đi múa ra đây nào. Không chịu dậy. Cái tu mới nhớ là. Nó tu là. Cái khai bên dưới. Ăn để trái quá sợ ta luôn. Chặt quá rồi. Ôi, như kiểu nó sắp thở không được rồi. Không chịu dậy chứ nhỉ. Đây. Shhh.
xa to xua mà cả cả hoa cỏ cả trồng đi con con à trồng lên hết già đó bao nô lấy tất bao búa cả hết tất xe thằng của tất xe chưa xa lẻ hả này tình trạng này lula hết cái này bên này rồi. Rồi chắc là ở bên kia đẩy luôn, đẩy lên rồi. Hay là quốc có cái tảng này xuống hết đi nhở chú nhở? Ê bây giờ nó dậy được rồi chỗ này. Hay bây giờ chắc rồi đi được chưa? Thay má phanh chưa? Má phanh chưa thay rồi. Chưa thay à? Ừ. Nhưng mà còn má phanh không? Sao thì còn chưa để hết được. Chưa để hết á? Vừa hết à? Thế thì mai đi thay nhá. Thay má phanh đi. Thế thì cứ mai anh xuống thay xong mới chở được chứ. Thay xe các bác, sửa xe đấy. Rất là không may bà con ở dưới này cũng có một hộ gia đình châu người ta đi ăn, đi uống nước sao ấy bị sập vào hố các bác. Đây cô bác không có theo dõi là cũng biết rồi. Ở trên vùng cao này phải nói là người ta bảo là con trâu là cái tài sản, con trâu là cái tài sản mà quý nhất của bà con ở trên vùng cao này cô bác này. Cái hộ gia đình nào mà trâu mà bị chết hay là bị mất thế nào thì thực sự ra rất là đáng thương cô bác. Khi mà gia đình mình mái chỉ có một con trâu thôi nhưng mà không may là nó bị chết hay là bị mất. Cái này đi trên đường dài cái chủ đề đấy. Cái cây bông khô này các bác này phải đi kích trên đường dài nên lấy gì mà lấy về. Này đi đá bao giờ đi đường dài lấy cây bông được chưa? Chưa rồi. Chưa rồi à? Mai là lại phải đi học rồi nhỉ? Mai đi học cả ngày đấy nhỉ? Tại vì mai là không có được ở cùng với mai thì không có được ở nhà cùng các anh chở vật liệu đâu. Đấy cái tuổi này thì chưa phải là tuổi chở vật liệu đâu anh nhá. Tuổi đang đi học, thấy lại áo đi, áo ngược rồi, đi đi. Đi ra kia đổi áo đi. Quay đầu lại. Đấy. Đi. Quay cái đầu lại đi ra kia. Đấy đổi luôn đi, mấy bỏ luôn đây đi. Đấy. Đấy bỏ ra, xong là quay ngược lại nhá. Áo nghịch ngược rồi. Đấy quay cứ bỏ ra đi. Hả? Làm thế này thôi á? Thế này cũng được à? Hả? Bỏ hết ra đi. Này. Ừ, bụng to đấy nhở? Ăn gì đấy? Đây, vừa rồi ăn gì đấy? Con gì đó à? Đây. Đấy, như này mới đúng này nhá. Áo người cũng không biết gì à? Vội quá à? Không vậy. Bụng to đấy nhở? Được đấy. Mình cố gắng ăn uống điều đạm vào đấy. Thời gian này thì được các bác quan tâm rất là nhiều, thành ra là hai anh em cũng có một sự thay đổi rất là lớn các bác. Thế bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ cháu lực cũng sẽ lấy xe của cháu lực sẽ chở luôn các bác.
chở nhau cùng một lúc 12 chuyến nữa thì cháu được cùng sẽ di chuyển đi về nhà. Và như cháu được cùng đã nói rồi, như mấy cái phần này thì buổi tối mình không có phải ở lại trông coi các bác trong 2 đêm thôi. Bây giờ cháu được cũng cảm thấy là sức khỏe của mấy anh em ở trong team ấy, ai cũng dần một yếu đi. Cô bác không có bảo với cháu lực điện rằng là có thể là anh em thay nhau đi ngủ với cô bác, nhưng mà do là còn thiếu kinh nghiệm ấy, cho nên là mấy anh em cũng cùng nhau đi ngủ hết luôn. Nhưng mà rất là may là chẳng có chuyện gì nó xảy ra mất cắp vật liệu gì cả cô bác. Thế còn là cái thức phim hôm nay thì cháu lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Em chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.